Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dép xin chia sẻ với các bạn cách chia sẻ với các bạn một cái plugin, đó là button Kona. Hiển thị ở trên giao diện PC thì như thế này. Đây, khi mình khi vào nó sẽ hover này. Còn ở trên giao diện mobile thì nó sẽ như thế này. Khi mình kích vào thì nó sẽ gọi đến cái số điện thoại này, đúng không? Cái khách hàng ở trên trang web thì hàng có thể contact trực tiếp với mình, đúng không ạ? Thì đây là cái phần front end. Nói chung là mình làm thì nó cũng khá là đơn giản, không 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 quá cầu kỳ. Còn phần back end thì các bạn login vào back end thôi. Thì đây là mình phần back end thì các bạn vào phần plugin này thì sẽ thấy đây cái button này, dân đẹp go button đây, gọi là chọn setting này. Thì ở đây mình nhập cái số điện thoại thôi, số điện thoại mà muốn mong muốn, đúng không, người khách hàng vào web và code cho mình quản lý cái website đấy, hoặc là sale để cho khách hàng code và liên hệ với website của mình. Thì ở đây thì các bạn nhập số điện thoại xong các bạn lưu vào lại là được. Thì ra ngoài front end nó sẽ hiển thị giống như khi nãy, như thế này. Đây là màn hình PC. Thì thực sự là cái này mình nghĩ là nó rất là simple, nó cực kỳ là đơn giản. Thì mình sẽ để cái link tải cái button, cái nút xóa. Nút xóa là khi các bạn tích vào đây thì các bạn chọn xóa xóa hoặc là deactivate cái plugin này, thì nó sẽ xóa cái số điện thoại khỏi cái cơ sở dữ liệu thôi, còn không thì nó sẽ lưu ở đó mãi. Mình xin dừng lại tại đây. Bạn nào mà muốn dùng thì có thể tải ở cái link mô tả, mình sẽ để plugin ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.